Sangkang saranang gacchami. Iti biso pagawa arahang sama sambuto kwecha carana sambano sogato lo kawidu anuataro burisada masarati satane wamanu sanang buto pagawa tinati me saranang anyang buto me saranang warang ete nas Jawa Jena Hotu Me Jaya Manggala Wata Manggena Wande Hang Pada Bansum Waruata Mang Buate Yo Kali Todo So Buato Kamatutang Mamang Soaka To Fagawata Tammo Sanditiko Adgaliko Ehipasiko Opanatiko Baca tangwe di tapo winyu hi tinati me saranang anyang tamo me saranang warang ete nasa jawa jena hotu me jaya manggalang uata manggena wande hang tam man jadwe tam warang tam me yo kali todo so tam mo kamatutang ma Mamang Subati Bano Fagawato Sa Wakasangko Ujubati Bano Fagawato Sa Wakasangko Nyajabati Bano Fagawato Sa Wakasangko Sami Jibati Bano Fagawato Sa Wakasangko Yadidang Chata Riburisa Yuga Niyata Burisa Bukala E Sa Fagawato Sa Wakasangko Ahunayo Bahunayo Dakinayo Anjarikaraniyo Anuatarang Bunyaketang Lokasatinati Me Saranang Anyang Sangko Me Saranang Warang Ete nasa jawa jena hotu me jaya manggala Wata manggena wande hang sangkan jadui tota mang sangkeyo Kali todo so sangko kamatutang mamang Wanda mije tiyam sa pan sa patane subati titan sa ririkata tumaha putim buata rupan sakalang sada. Sambuate atawi sanca doada sanca sahasa ke panca sata sahasa dinama misirasa ahang te sang tammanca sang kanca adare nanama mihang namakara nufawe nahang tua sape ubatawe aneka antara ya biwina santo ase satu sambuate Banca banya sanca cetuwi sati saha sake dasa sata saha sani nama misi rasa ahang te sang tam manca sang kanca adare nanama mihang namakara nufa we nahan tua sabe Ubada we aneka antara ja biwina santo ase sato sambuate da vuotara sate athaca tari sasaha sake wi sati sata saha sa dinama bisirasa ahang te sang tamman ca sang kan ca adare nanama mihang namakara nufa we dahan tua sabe ubada we aneka antara ya biwina santo ase satu
สัพเพปุราติมายาดิสายาสัตตาอเวราสุขีหันตุสัพเพปุราติมายาอนุดิสายาสัตตาอเวราสุขีหันตุสัพเพดัตกินายาดิสายาสัตตาอเวราสุขีหันตุสัพเพดัตกินายาอนุดิสายาสัตตาอเวราสุขีหันตุสัพเพปาจิมายาดิสายาสัตตาอเวเวราสุขีหันตุสัพเพปัจจิมายาอนุดิสายาสัตตาอเวราสุขีหันตุสัพเพอุตรายาดิสายาสัตตาอเวราสุขีหันตุสัพเพอุตรายาอนุดิสายาสัตตาอเวราสุขีหันตุสัพเพอุปริมายาดิสายาสัตตาอเวราสุขีหันตุสัพเพเหตุมายาดิสายาสัตตาอเวราสุขีหันตุสัพเพสัตตาอเวราหันตุสุขิตาหันตุนิโรธคาหันตุอัพยาปาจาหันตุอานิคาหันตุดีคายุกาหันตุอารกยาหันตุสัพพะทิหิสมิจังตุสุขีอัตตานังปริหารันตุดุขาปาตาจะนิทุกขาฝยาปาตาจะนิฝยาโสกาปาตาจะนิโสกาหันตุสัพเพปิบาลีโนอากาสาธาจะฟุมมาตาเดวานายามหิจิกาปุญญังโนอนุโมดันตุจิระปราคังตุสาสนังอากาสาธาจะฟุมมาตาเดวานายามหิจิกาปุญญังโนอนุโมดันตุจิระปราคังตุโนกะรูอากาสาธาจะฟุมมาตาเดวานายามหิจิกาบุญยังโนอนุโมทันตุจิรังราคันตุญาตโยอากาสาธาจะฟุมมาตาเดวานายามหิทธิกาบุญยังโนอนุโมทันตุจิรังราคันตุบาลีโนอากาสาธาจะฟุมมาตาเดวานายามหิทธิกาบุญยังโนอนุโมทันตุจิรังราคันตุโนสาดาอิดังวัตโนบุญยังอาสวะขยาวะหังโหตวานากะเตกาเลสาธุสาธุอันไทยนโมพุทธายะนโมธัมมายะนโมสังฆายะยาวกันทีviệc hôm nay chúng ta sẽ sửa tiếp cái phần bài tập nâng cao ở trong kinh hôm nay sư không có thể ăn các khánh nên đã học ăn các khánh bằng và của phước duyên có những cái quyển tài liệu bài tập những ba này không? Dạ con để con mở bài tập nên các khánh vô. Bây giờ đọc lại một tí phần bài sửa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sửa tiếp cho xong 7 câu còn lại. Hôm trước mình đã sửa được 8 câu. Hôm nay đã sửa dịch từ tiếng Ly sang tiếng Việt được 8 câu mà đã sửa được cho lớp 5 câu. Giờ hôm nay mình cứ dịch tiếp cái gì tiếp cho xong phần mà đọc lại một tí. Ta làm quen với từng. Rồi bắt đầu từ câu số 9. Ta nành chát thầm cha ri già chát nhà tất cả nành chát sang các hồ anh nam quay trà ní cầm mà ní kề tầm màng cả lâm tầm màng a ra tì vi ra tì pa pa mách cha pa na cha tay nhá mù
Sư sư đọc từ câu số 6 rồi sư. Câu số 9. Câu số 9. Sư sư xin đọc. Đa năng chá, tham má, chá ri gia chá, nha tá, ca năng chá, sang gá hồ. Anavacchani kamani etam mangala muttamang arati virati baba maccha baba cha sanyamo appa mado cha thammesu etam mangala muttamang. Câu số 11. Garavo cha niwato cha Santutthi cha katanyusta kalena thammasa vanang etam mangala muttamang. Câu số 12. Khanti cha sova cha sata samana nancha dasanang kalena
Thamma sakaccha etang mangala muttamam. Câu số 13. Tabocha brahmacharyamcha ariya chakchana dasanam nippa na chakchiki riya cha etam mangala muttamam. Câu số 14. Puthassa loka thammehi cittang yassa na kambati asokan virachang khemang etam mangala muttamang. Câu số 15. Eta disani ka doana sabba sabba ma ba ra chita sabbatha sothing gacchanti tăng tê sang mang gá lá mút ta mang tí. Thưa sư xin hết ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng, con xin được đọc. Đà nành cha đàm ma cha ri già cha nhà ta cà nành cha sằng gá hồ anave cha ni cầm mà ni ê tăng măng gá la mua ta măng a ra tì vi ra tì pa pa mê cha bà nà cha sằng nhá mồ áp ba mà đồ cha đàm mê su ê tăng măng gá la mua ta măng gà ra vô cha ni tọa ra gà ra vô cha ni hòa tổ cha sằng tút thị cha ca tành nhu tà cà lê na đầm ma sa va nằng ê tăng măng gà la mua ta măng khành ti cha sổ va cha sa tà sa ma nà nành cha đa sa nằng cà lê na đầm ma sa cái cha ê tăng măng gà la mua ta măng ta bồ cha brahmacharya cha ariya sa cha na đa sa nằng nippa na sa chi kriya cha e tăng măng ga la mu ta măng puttha sa lo ka đam mê hi chi tăng ya sa na cam ba ti a so kang vi ra chang khe măng e tăng măng ga la mu ta măng ê ta đi xa ni ca tòa na sắp bát tham a pa ri ba sắp bát tham a pa ra chi ta sắp bát tha so tình ga chan ti tăng tàn tệ sang măng ga la mua ta măng ti. Dạ thưa sư, con đã đọc xong, con kính tri ân sư, kính tri ân đạo tràng, con sư xuống. Dạ, bạch sư con xin đảnh đọc bài. Đà nan cha tham ma cha ri ya cha a ta ca nan cha sang ga ho a na wa cha ni kham ma ni e tam mang ga la mut ta mang a ra ti vi ra ti pa pa ma cha pa na cha sang nya mo ap ba ma do cha tham ne su e tam mang ga la mut ta mang gà ra vô cha ni hòa tô cha sang tuốt thì cha ca ca tành nhu ta ca lê na tham ma sa qua nàng e tam măng ga la mốt ta măng. Câu 12. Sang tí cha so qua cha sa ta sa ma na nành cha đa sa nàng ca lê na tham ma sa cách cha e tam măng ga la mốt ta măng. Câu số 14. Tát bồ cha ram ma cha ri dành cha a ri ya sách cha na đa sa năng nip bà na sách chi ki ri ya cha e tam măng ga la mút ta măng phút tha sa lô ca tham nê hi chi tăng gia sa na tham ba tí a so căng quý ra chàng khê măng ê tam măng ga la mút ta măng
ê ta đi sa ni cát tòa na sa pa tha na pa ra chi ta sa pa tha so thình ga chan tê tăng tê sang măng ga la mốt ta măng tí. Dạ con xin hết ạ. Thảo mở mic đi. Dạ thưa sư, con xin đọc bài ạ. Đa năng chá, tham má chá, dư gia chá, nhà tá ca năng chá, tăng cao hồ, à ná vách chà ní, cầm nà ní, ê tá măng gà ná mức tá măng. Câu số 10, a rá ti, dí rá ti, tà tà, nất chá, tà nà chá, xanh nhá mồ, á tá nà đồ chá, tham mê số, ê tăm măng gà ná mức tá măng. Câu số 11, ra ra vô chá, đi và tô chá, sanh thức thi chá, cá tanh như, cá tanh như ta, ra nê ná, thăm mát, xá và năng, ê tâm măng, ra năm, mút tâm măng. Câu số 12, thăm tí chá, xô quá chắc, xá ta, xá năng na năng chá, đá xá năng, ra nê ná, thăm má xa cách chá, ê tâm măng, cá năm, mút tâm măng. Câu số 13, tá pô, chá, ra má chá, dí răng chá, a dí giá sát chá ná, đắc xa năng, nhút tà ná, sát chí, kí lý chá chá, ê tâm măng, cá lá mút tâm măng. Câu số 14, cút khách xá, lô cát thăm nê hí, tăng, đắc xá ná, âm tà tí, a sô căng, ni ra chăng khê măng e tâm măng và la mút tá măng. Câu số 15, e ta dí sa ní cát la ná sắp đất khá ná tá và chú ta sắp đất khá xuất thêm gác chăng tí tâm tê săn măng gà la mút tá măng tí. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Đà năn chá tham ma chá ri già chá nhà ta ca năn chá sang gá hồ ana quắc chà ní cầm ma ní e tam măng ga la mút ta măng. Câu 10 ạ. A ra ti vi ra ti pa pa mát chá pa nhà chá san nhá mô a pa ma đồ chá tham mê su e tam măng ga la mút ta măng. Câu 11 ạ. Gà đá gồ cha ni quà tổ cha sàn tốt thị cha ca tàn nụ tạ. Cả lê ná thầm ma sa qua năng e tam măng gà la mút ta măng. Câu 12 ạ. Khăn tí cha sô quá cha sa ta. Sa ma na năn cha đa sa năng. Cả lê ná thầm ma sa cách cha e tam măng gà la mút ta măng. Câu 13 ạ. Tập bồ chá brahma chá ri dân chá a ri giá sách chá ná đa sa năng nip bà ná sách kí ri giá chá ế tam măng gà la mút ta măng. Câu 14 ạ. Cút thát xá lô cá tha mê hí chí tăng ra sa na cam pá tí á sô càng vi ra chàng khét măng ế tăng măng gà la mút ta măng. Câu 15 ạ. Ê ta đi xa ní ca tòa ná sa ba tha má pa ra chi ta sa ba tha so thình gạch chăn tí tăn tê sang măng ga la mút ta măn tí. Bạch sư, con xin hết ạ. Con cảm ơn ạ. Dạ, con kính chào sư, kính chào đại tràng, con xin đọc bài. Đa năng chế, câu số 9. Đà đình đà nình chá thầm má chá rí dê chá nghe tá ca rình ca nình chá sân gá hồ á ná quách chá ní cam ma ní ê tăng má
tăng mình cái lá bút tâm măng bút tâm năng. Câu số 10 ara arati wirati baba matchabana cha sanya sanya mu apa madocha thamesu tăng mang cái lá mút tâm măng. Câu số 11 gavaro cha niwato cha sang tut thi cha katan yuta kalena thamasa wanang etang mangala mutamang. Câu 12 khanti cha sowa jasata jasata samana nhan cha rasanang kalena thamma sakatcha etang mangala mutamang. Câu 13 tapo cha ramana chi yan cha ariya sakchana dasa nang nifana sakchi piriye cha etang mangala mutamang. Câu 14 puthasa loka thammahi chittang yasana kambati asukang vija vire chang phê măng e tăng măng gà lê mút tăng măng. Câu 15 e tè đi xe ní kết toàn nè sắp bắt thê mê bê rè chi tè sắp bắt thê số thìn kết chân tí tàn tè sẵn măng gà lê mút tăng măng năng tí. Dạ con cảm ơn thưa sư, con hết học xong rồi. Xin mời Phật tử An. Dạ con kính lãnh lễ sư và con xin chào đạo tràng, con xin đọc bài. Câu số 9. Đà nhành cha thầm ma cha quý già cha nhà ta cành nhành cha sằng giá hồ anh á bát cha ni cầm ma ni ê tâm măng gà la mút tắc măng a ra ti vi ra ti pa pa mat mat cha pa na cha san na mo ap pa ma do cha sam me su e tam mang ga la mut ta mang. Câu số 11 ga ra vô cha ni va to cha san tut thi cha katanuta kalena thammasavanang e tammang galamuttamang. Câu số 12 kanticha vovacchasata saman sama 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 na nhanca dasanang ca lê na tham ma sa cách cha e tâm măng gà la mút ta măng. Câu số 13 ta phô cha ra ma cha vi dành cha a ri gia sa cha na đa sa năng nếp bà na na sa chi ki vi dạ cha e tâm măng gala mút tắc măng. Câu số 14 phút thắt sá lô ca thầm mê hi chí tăng giá sá na cầm phá chí á lô căng vi ra dân kê năng ê tâm măng gala mút tắc măng. Câu số 15 ê ê ta đi xa ni cắt toàn á sáp bát tha ma pha cha ri ta sáp bát tha xuất thìn yết chân ti tăng tề sang mang phía la mút ta màn ti. Dạ con kính cảm ơn sư và con kính cảm ơn đạo tràng, con xin hết. Dạ thưa sư, con xin đọc bài. Câu số 9
Đà nhàn chá thầm ma chá ri dạ chá. Nhà ta cà nhàn chá sẵn gá hồ. Ana vát chà ni khám ma ni. Ê tam măng gá la mút ta măng. Câu số 10. À ra tì vi ra tì pà pà. Mát chá pà nà chá sẵn na mồ. Áp pà mà đồ chá thầm mê su. Ê tam măng gá la mút ta măng. Câu số 11. Gà ra vô cha, ni hòa tô cha, sàn tu thị cha cạnh, sàn tu thị cha ca tàn nhu tà, cà lê na thầm ma sa hoa nặng, ê tầm măng gà la mút ta măng. Câu số 12. Khánh ti cha sô vát cha sát tà, sa ma nà nành cha đá sa nặng, cà lê na thầm ma sa chắc cà khát trà ê tầm măng ga la mút ta măng. Câu số 13. Táp bồ cha brahmachari dành cha ariya sát trà na ta sa năng nipa na sát cha kiri ya cha ê tầm măng ga la mút ta măng. Câu số 14. Puttha sa lo ka tham me hi chitang yasana kambati aso kang vira chang khe mang e tam mang gala mutta mang. Câu số 15. E ta di sa ni kato na sappatha mapara chita sappatha so thiên gat chan ti tàn tề sằng măng ga la mu ta măng tí. Dạ thưa sư, con xin hết. Lớp chú ý đó, tại cái lớp này là lớp mình đã học khá tốt rồi, cho nên nhiều khi ở trên mạng thì đôi khi các tử mình coi chữ nó không có rõ, có thể là đọc sai. Cố gắng tối đa để đọc sai nhiều quá rồi, khó nghe lại khoai mà khi đọc để tập theo và chơi đúng. Rồi giờ mời anh Khánh bút bài lên để cho lớp sửa giúp sư. Rồi bây giờ ai sửa được câu nào thì mình lên tiếng để lớp biết là câu đó có thì sửa. Cô làm câu số 10 nha các Khánh. Thưa sư, con làm câu số 11. Vậy cô, con vừa mới post câu số 11 lên rồi, con làm câu khác cho giúp ơi. Thôi để làm câu khác đi. Số 12. Dạ, thưa sư, con làm câu số 12. Cố gắng xem bài sao đó câu nào mình có thể làm được. Để mình đã có bài ký. Với lại từ vựng đã cho rồi. Sự khám nhận dạ yeah. Thưa sư, cho con hỏi câu tăng măng cái lấy mút tăng măng là dịch nghĩa là gì vậy sư? Con tìm nhưng mà không thấy cái câu hợp âm. Sự khám
những sự dễ dãi. Tâm măng đó là y tăng, là chữ y tăng với măng gá lát với lại phúc tâm măng, tức là đây là hạnh phúc cao thượng. Dạ, dạ, đây là gì thưa? Đó là nó tách ra thành ba chữ như vậy: y tăng, măng gá lát, măng gá lăng với lại phúc tâm măng. Dạ. Sự khâm nhẫn, sự dễ dàng, ý kiến các sa môn. Ủa gì vậy, là câu đó là đọc sao sư? Ủa đề nghĩa là gì sư? Dịch nghĩa là tiếng Việt đó. Cái câu nãy còn hỏi đó, ê tăng cái lá mút tấm măng á, là dịch nghĩa là sao? Đây là phúc cao thượng. Dạ, đây là phúc cao thượng. Dạ, dạ, con cảm ơn. Khiến các sa môn lộ pháp đúng thời là câu thứ hai này, thứ ba này thì chúng ta cũng dịch được hoài được bài bản kinh, bài bản kinh quan trọng. cái này câu số 9 chưa ai làm hả? Có ai làm câu số 9 chưa Khánh? Dạ chưa nha. Ờ, để chị Khánh, chị làm câu số 9 nha. Khánh thêm dùm cô chữ đây là phúc lành cao thượng á, các Khánh. Thêm chữ đây á con. Vậy là chị làm câu 12 nha Khánh. 12 có người câu làm chưa? Câu 12 tôi làm rồi qua. À dạ. Tại con đánh dấu nó lộn. Bốt lên rồi. Chị làm câu 13 Khánh. 13, 14 như có rồi chứ Hoa, còn con 15 á. Đã bót câu 12 rồi Khánh.
Giãn ơi, làm gì em giúp bài 9 đi Giãn. Câu số 9 đó. Em tìm đi. Giãn ơi. Rồi rồi. Giãn đi không? Rồi rồi rồi. Giúp em cái. Ủa chữ đen anh ché nghĩa sao em tìm nó giờ không ra ha. Chữ đá ná đâu, đó là chữ đá ná, chia nó là đá năng rồi thêm chữ chá nữa đó. Câu chính á, câu chính á chị cái gì? Rồi.
Dạ thưa sư, các Phật tử đã sửa xong 15, nhựa sửa xong 8 câu còn lại. Dạ thưa sư, các Phật tử đã sửa xong những câu bài tập Bali ạ. Rồi em giờ anh cho trả lại từ câu thứ 6 đi. Ta sửa lại bắt đầu câu thứ 6 ha, tại em cứ câu thứ 6 mình mới sửa được 5 câu thôi. Dạ. Rồi câu thứ 6. Pati rupa de sawa so cha, người lớn quá không biết các bạn tử nghèo lớp nghèo. Dạ thưa nghe rõ ạ. Pati rupa de sawa so cha, ốp về cha các ta phụ nhát ta, ata sama panichi cha, e tam mang galamuta mang. Để đây mình có pati rupa de sawa so, tức là ở tu sư thích hợp, ở tu sư thích hợp công đức trước đã làm, tập quyền nhất ta, tập quyền nhất ta mà tập quyền nhất ta trước đây công đức trước đã làm, ở tu sư thích hợp đã tạo phước là có phước đã làm trước đây, có phước đã làm trước đây chữ cốc phê dịch là trước đây, và chân chánh hướng tự tâm chân chánh hướng tự ở đây mình có cái chữ là Atta. Atta là ta, cái chữ Samma, Samma là chân chánh, chữ
paniti. Paniti là cái nghĩa thông thường của nó, nó dịch nó là đặt đẻ. Mà trong trường hợp này thì ở đây người ta muốn nói về cái lập trường theo cái khuynh hướng hiện. Cho nên cái chữ paniti ở đây mình dịch nó là lập trường. Nguyên cái cụm, nguyên cái chữ này đó thì dịch nó là tự lập trường chân chánh. Còn là nếu mình dịch ngắn lại thì có tâm hướng thiện, nhưng mà cái tâm hướng thiện thì nó không đúng từ ngữ lắm. Dịch từ lập trường chân chánh thì nó gần với từ ngữ hơn. Từ ở đây tức là chỉ cho tự mình á. Chỗ này bỏ dấu phẩy này đi, bỏ dấu phẩy này đi, xem chữ quà đi. Quà tự lập trường chân chánh. Tại mình có mấy chữ chát chát này cho nên xài chữ quà cũng cùng. Đây là bỏ chữ lạ không? Một chữ quà thôi, một chữ quà được rồi. Một chữ quà được rồi. Ở đây mình là đây là. Tại nó có chữ đây là làm từ dịch từ chữ e tăng. Thì cái này chữ này có thể là việc là phúc lành hoặc là hạnh phúc cũng được. Đây là phúc lành cao thượng. Rồi câu chữ e tâm măng đó, lắm mức tâm măng đó đây đó là chữ e tăng với măng đó lá, mà chữ m chấm nó đổi thành chữ m để nó đi đôi, nó đi một cặp với nó. Còn măng đó lắm mức tâm măng ở đây măng đó lăng với lại út tâm măng, thì ở đây cái chữ m chấm nó cũng đổi thành m để nó ghép lại với cùng út tâm mát ở phía sau đó. Sau này bây giờ thì mình tập nhận biết đó, từ từ chúng ta sẽ có những bài học ở trong quyển ba này. Tại bài học thì nó không có diễn đạt hết được, nhưng mà đến khi dịch như vậy thì có phần nào có liên quan đến học âm thì tôi sẽ nói thêm về lớp để ý thêm phần đó. Rồi sang câu 7. Và cũng sai chạy mình chá, xếp bành chá, vì nơi dù chá, tu tích chi tổ. Và si tà chá, già hoa chá, ê tâm măng, đã lắm tâm măng. Ở đây mình có chữ và cũng sai chạy chá. Mấy cái này nếu mà mình không hiểu được cái hợp âm thì mình ra từ vựng, mình cũng biết ở đâu mà ra. Thậm chí từ vựng người ta cho rồi, mình cũng không biết nó. Tức là nó từ cái chữ gốc đó là pha hú say chá, rồi vì nó là danh từ trung tính ở chữ phách cho nên nó là pha hú say chăng. Rồi khi mà nó đi với chá thì chữ em mà ở chấm nó đổi thành chữ nhá để nó đi cùng quả, mình được là pha hú say chình chá. Ở đây nó phải là người, chữ pha hú say chình chá đó là sự từ học nhiều hiểu rộng thì được, chứ không phải là người. Hoặc là người ta dịch ngắn thì đó là sự đa quan, dịch là sự học nhiều hiểu rộng thì cũng được. Rồi xếp băng giá thì cũng tương tự như vậy, tức là xếp băng với lại giá nó dạng danh từ trung tính. Từ có nghề nghiệp này, từ có nghề nghiệp đúng là dịch đúng theo từ thì nó đúng đó. Từ có nghề nghiệp, nhưng mà dịch từ có nghề nghiệp nghe nó hay, chỉ cần dịch là có nghề nghiệp được rồi, bỏ chữ từ đi. Lời nói thuộc về thiền, lời nói thuộc thiền môn ở đây
vậy là mình bỏ chữ ví nó vô số xích ký tô rồi. Đi với bế ví nó vô số xích ký tô là giới luật. Giới luật. Giới luật xích kích tô xích kích tô cái chữ xích kích tô thì dịch là khéo học, dịch khéo học thì nghe nói được, tức là khéo thọ trì, khéo thọ trì, giới luật khéo thọ trì. Rồi lời nói, ở đây chi gia thì thêm thôi, à, lời nói nào thuộc về thiện ngôn, lời nói thuộc về thiện ngôn là được rồi, lời nói thuộc về thiện ngôn, quà đi chỗ theo, sau chữ thì mình thêm chữ quà cho nó, làm chữ quà, phải giống vậy, chữ quà này làm xài cho tất cả các chữ giá ở trên, và lời nói thuộc về thiện ngôn. Đây là hạnh phúc cao thượng. Ở trong trong bài kinh hạnh phúc mà các ngài dịch là, một là sự học nhiều hiểu rộng, hai là có nghề nghiệp chân chánh gì đó, thì cái đó dịch thêm ha, dịch thêm rồi đó là bốn điều hạnh phúc cao thượng gì đó, thì cái mấy số đó người ta dịch thêm. Thêm hơn. Còn đúng quan thì nó chỉ là như vậy. Rồi câu số 8. Mata pitu upatthanang uttada rasa sangavu anakula ca kammanta e tammakalamuttamang. Ở đây thì có chữ mata pitu, tức là từ ma tú pi tú, ta ghép lại thành ma ta pi tú, tức là mẹ và cha. Ở trong Mali thì nếu mà xài chữ cha mẹ là luôn luôn chữ mẹ được biết trước thì cha biết sao, nhưng mà trong tiếng Việt mình quen này, tức là dùng làm dùng cha mẹ chứ mình không có dùng mẹ cha, nhưng mà trong Mali thì nó luôn luôn là chữ mẹ trước. Phát khả năng thì sự phụng dưỡng, sự nuôi dưỡng. Để đây là sự nuôi dưỡng cha mẹ. Trong văn hóa của mình thì mình dùng cha mẹ, mình cứ biết là cha mẹ, mình không theo ra được sự phụng dưỡng của cha mẹ. Để theo cha mẹ thì cứ biết cha mẹ đi. Sao tại cái này nó tùy theo cái văn hóa của mình. Nhưng mà mình nói để mình hiểu vậy. Từ phụng dưỡng cha mẹ. Ở đây đó, ở trong bài kinh hạnh phúc mà trước đây mình dịch đó là một là sự, một là như là các ngày dịch là một là sự, một là từ nuôi mẹ, hai là nuôi cha gì đó, nhớ nhớ. Nhưng mà kể giống như là cái này là hai điều hạnh phúc, nhưng mà thật ra cái này nó không phải là hai điều, tức là việc nuôi mẹ nuôi cha là nó chỉ một điều hạnh phúc thôi. À, tại công việc mà người con phải làm đối với cha mẹ là giống nhau, tức là làm cho mẹ như thế nào thì phải làm cho cha giống như vậy. À, cho nên nó chỉ là một điều hạnh phúc chứ nó không phải là hai điều. Yeah. Nhưng mà cái chữ Uttada Rasa Sangho á là từ tiếp độ, chữ Sangho á đây là từ tiếp độ hoặc là từ tế độ, từ tiếp độ vợ và con, nên để từ tiếp độ vợ và con, từ tiếp độ vợ và con. Ở đây cái chữ này á, mặc dù nó là một chữ ghép nhưng mà trong cái chữ này á, nó là hai điều hạnh phúc.
tức là sự, nếu mình muốn cho rõ đó là sự tiếp độ con rồi sự tiếp độ vợ, cái trong cái hạnh phúc này nó mang cái ý nghĩa vậy. Tại sao? Tại vì cái cách mà người chồng phải làm đối với người vợ á, là phải là cái phần sự khác. Cái cách mà người cha người mẹ phải làm đối người con á, là cái trách nhiệm khác. Chúng ta thấy là trong bài kinh Giáo Thọ Thích Ca Lăng Việt á, Đức Phật dạy về cách phụng dưỡng cha mẹ, rồi cách người chồng phải tiếp đãi với người vợ, người cha người mẹ phải làm đối với người con. Cho nên trong sự tiếp độ vợ con ở đây á, nó là hai điều hạnh phúc chứ nó không phải là một. À, là hai điều hạnh phúc. Anna Kula Chá Cầm Mạnh Ta, việc làm không vướng mắc lộn xộn. Cái chữ Cầm Mạnh Ta ở đây, Cầm Mạnh Ta thì nó là công việc, là việc làm. Chữ Anakula, chữ Anakula, cái nghĩa thông thường của nó đó là lộn xộn, là lung tung. Dạ, là lộn xộn, là lung tung. Nhưng mà trong bài kệ này á, nó tại nếu mà nói là làm công việc lộn xộn thì nó không phải là hạnh phúc cao thượng nữa. Dạ, nếu mà làm công việc lộn xộn thì nó thuộc về bất thiện mất rồi, nó đâu thuộc về thiện được. Dạ, mà cái chữ Anakula trong trường hợp này đó, mình phải hiểu đó là tức là làm cái công việc, làm việc, làm công việc, làm việc, làm việc lớn gì. Phải làm việc, làm việc, nhiều sở hành không lẫn lộn được không thưa sư? Tức là ở câu này người ta muốn nói là làm việc mà tức là không có trốn tránh công việc, không trốn tránh công việc, giống như là ví dụ trong cùng công việc mà mình phải làm, nhưng mà có người á, ví dụ bây giờ mình tới chùa để làm công quả đi, ví dụ như vậy. Dạ, có người là chỉ làm trên chánh điện thôi, mà hãy đưa ví dụ như là vào tiếp dọn nhà bếp, làm nhà vệ sinh, cái làm mình chọi đi, mình không có làm. Dạ, nhưng mà người mà Anakula Kamanta, tức là công việc nào cũng có thể làm được, tức là không có chê công việc, người không có chê công việc. Nhưng mà ở đây là không có ý nghĩa nghĩa là làm chuyện, không có ý nghĩa làm chuyện. Ở đây thì các bạn nó là các ngày dịch nó là tức là làm việc không tách rắc, tức là không có chê cái nào cũng làm hết. Không nề hà công việc, không nề hà, không có chấp công việc này làm, công việc kia không làm. Sao? Có chữ không nề hà công việc đúng không? À đúng rồi, hoặc là làm việc không có nề hà. Anh sẽ lại làm việc không có nề hà đó, cũng được. À, làm việc là làm gì đó, không có nghĩa vậy đó. Cái chữ Kamanta nó là việc làm, nhưng mà nó cũng có thể là sự làm việc, nên nó đây dịch là làm việc không nề hà, cũng là không nề hà cũng được, nên nó còn trong nghĩa đó, cho nó không phải là trong nghĩa là lộn xộn. À, đây là hạnh phúc cao, đây là phúc, đây là điều hạnh phúc cao thượng. Đây là hạnh phúc cao thượng được rồi, hoặc là đây là phúc lành cao thượng, bỏ chữ điều. À,
Rồi. Câu như vậy thì ở câu này nó lại có hai chữ hòa ở phía bên hả? Ở đây em thêm chữ sự đi anh, và sự làm việc, và sự làm việc không nề hà. Đây là tất cả từ những từ phải dấu phẩy này đi, phải dấu phẩy ta chữ con này đi. Rồi thầy nhớ cái chỗ tiếp độ bò và con đó là hai điều hạnh phúc, cho nên ở trong bài kệ này thì có là ba điều hạnh phúc, đó là phụng dưỡng mẹ cha là một, tế độ con là hai, tiếp độ con là hai, tiếp độ vợ là ba, rồi làm việc không nề hà là bốn. Rồi tiếp theo đa năng chát, chữ đa năng chát này chữ đa ná bố thí này, chữ này mình gặp nhiều lắm rồi, chứ xin đấu cho từ vựng mấy chữ này nó quá dễ rồi, nhưng mà tại mình nhìn không có ra nó, khi mà người ta chia rồi người ta ghép nó với chữ chát. Chữ đa năng chát là sự bố thí. Thăm mấy chát đi nhà là sự thực hành pháp. Sự thực hành pháp ở đây mình hiểu trong cái nghĩa đó là thiện pháp, như là tỳ giới chẳng hạn, như vậy thì người ta gọi là thực hành pháp ở trong trường hợp này. Nếu mà bố thí tỳ giới gì đó, dạ, để thăm mấy chát đi nhà ở trong trường hợp này chuyện nó vậy. Và sự tiếp độ quyến thuộc nhà tất cả năng chát tăng á phu, nhà tất cả năng chát đây tức là nhà tất cả năng, nhà tất cả năng với chát tăng á phu. Chữ nhà tất cả năng ở đây nó là cách thứ tư số nhiều, cách thứ tư số nhiều, tại vì nó được chia cách thứ tư số nhiều đó là vì cái chữ tăng á phu nó là dạng danh động từ, cho nên phúc từ của nó phải là cách thứ tư số nhiều. Sự tiếp độ quyến thuộc, sự tiếp độ quyến thuộc, rồi nghề nghiệp không tội lỗi, cái này được nghề nghiệp không tội lỗi, và nghề nghiệp không tội lỗi, phải giúp phải theo sao chỉ thuộc thuộc đi. Đó là phúc cao thượng, dịch là đây đi ha, dịch đây cho thống nhất với nhau. Đây là phúc cao thượng. Câu số 10. Arati virati pampa machapana chát sanyamu appamadu chát thamesu ethammang talamutamang Arati virati papa. Hai chữ này á, nó đều trong cái ý nghĩa đó là tánh xa, là lánh xa. Nghĩa sao mà các ngài sử dụng chắc là nó cũng có cái ý khác nhỏ nhỏ ở trong đây, nhưng mà cái ý chung chung của chữ Arati virati là trong nghĩa vậy, là tánh xa hay lánh xa. Tánh xa lánh xa cái gì đó thì cái đó nó phải là cách thứ năm. Ở đây mình thấy cái chữ pa pa ở đây đó, chữ pa pa nó là cách thứ năm chứ không phải là chữ cách. Từ tánh xa thì ở đây vì nó tánh sao hoặc là tánh xa, hai chữ đó tìm dịch gọn lại là được rồi, trong việc sự tánh xa điều ác là được rồi, sự tánh xa điều ác về là được rồi. Machapana tức là thức, cái thức uống mà làm cho say. Machapana tức là thức uống mà làm cho say. Thường tại dịch cái chữ machapana này đó là
sanh nhãn vô là thu thúc khỏi cái khỏi cái chất sai. Giờ chị thì nó nghe không được. Đúng từ ngữ là người ta thu thúc khỏi cái chất sai thì nghe nó không được. Dạ, nghe không được. Cho nên ở đây mình phải dịch sau đó để thu thúc cánh xa thức uống. Thật sự thì dịch thay vì dịch thu thúc thì dịch là chiên cánh. À, chiên cánh. Thưa sư, dịch chữ chế ngự được không sư? Hả? À? Chế ngự. Không nghe. Chế ngự sư. Dịch cái từ đó. Nói lớn đi. Dạ con dịch chữ chế ngự. Chế uống ngự rượu hả? Chế ngự. Chế ngự các chất sai. Dạ sự chế ngự các chất sai. Bởi vì cái từ thu thúc với chế ngự nó cũng giống giống nhau, mà có khác từ chữ chế ngự thì nó hay hơn chữ thu thúc. Tôi có nói gì anh Khánh biết cho chữ đó từ ba sư không nghe được, mưa lớn quá tôi nghe được. Tôi cũng không vậy, em muốn viết chữ gì? Dạ đúng rồi, chế ngự thôi. À, chế ngự hả? Dạ. Chế ngự thì thường cái này nó dùng ở trong cái nghĩa là tâm lý. Ông dịch là kiên tánh đi ha. Thức uống làm cho say. Thức uống làm cho say. Nếu mình làm phải làm cho say nữa. Làm say luôn hả? Thì được không? Rồi apamadu cha thami su này thì dễ rồi ha, từ không dễ vui trong pháp, trong các pháp không có Phật pháp ha. Thami su mình chỉ dịch là pháp thôi, từ không dễ vui trong các pháp. Đây là phúc lành cao thượng. Rồi. Rồi câu 11. Cà ra vô chá đi hòa tổ chá sanh tốt thị chá cá tay như ta cà lê ná thầm má sau nàng thì thầm mần cá lâm mốt thầm màng. Cà ra vô là sự cung kính, đi qua to là sự khiêm nhường, sự cung kính, sự khiêm nhường. Rồi sự tri túc, sự tri túc và sự tri túc, sự tri nếu biết tri túc rồi bỏ chữ biết đủ đi, sự tri túc, sự tri túc, sự tri ân, bỏ chữ hòa đi, chữ hòa xài ở phía sau. Em còn một cái điều nữa, sự tri ân và sự nghe pháp, và sự nghe pháp
Pháp thời và sự nghe pháp học thời. Sự nghe pháp trước anh học thời biết sao? Tại chữ tham á sau anh ăn là nguyên cái cụm của nó rồi, cho nên phải phải biết cách trước. Sự nghe pháp học thời. Đây là hạnh phúc tối thượng. Tối thượng cao thượng gì của người. Rồi. Câu 12. Khanh tí chá. Cái chữ khanh tí chá này tôi em kia có bạn người ta biết là khanh tí. Chúng ta cái chữ gốc của nó chỉ là khanh tí thôi. À, mà nhiều khi trong âm của bài kệ đó người ta đọc chạy nó thành cái chữ khanh tí. Cái gốc của nó là chữ khanh tí, danh từ nữ tính. Là từ tham nhẫn. Ô quá chắc sắp ta sự dễ dàng. Samana năng, đã sanh năng. Cái này à, sự gặp các bậc sa môn. Bạch sư con dịch là tự thấy các bậc sa môn được không thưa sư? Gặp thì thấy đâu có hay bằng chữ gặp. Gặp thì nói chuyện là được, con nhiều khi thấy nó không có được gì. Cho nên dịch gặp thì hay hơn. Tại gặp thì có thể trao đổi được cái gì đó. Dạ. Cái chữ đát của nát đó mình nó từ cái động từ bát tí đó mình có thể dịch là thấy, gặp hoặc là xem. Gặp các bậc sa môn và sự và sự luận pháp đúng thời. Đàm luận đi, sự đàm luận pháp đúng thời. Dùng chữ đúng thời hay là hợp thời nghe hay hơn. Hợp thời đi ha, thì đúng thời nghe. Hợp thời, đây là hạnh phúc cao thượng. Rồi. Tapo cha, Brahmacharya cha, Arya sacca na dasanang, Nibbana sacca, Ikiriya cha, Etamang dalamutamang. Ủa sao câu này chữ ai vậy ta? Trong chat có phải câu 13 chưa? À, câu 13 có ai dịch chưa vậy anh khách? Dạ câu 13 như là chưa ai dịch, nãy con kiểm tra sót câu này. Rồi, chị sư có thể sửa câu 14, 15 trước rồi. Rồi, 14 trước nè. Uttasa loka thamehi kitang yasa nakampati asokang virichang thimang etamang kalamutamang. Uttasa loka thamehi kitang yasa nakampati khi xúc chạm pháp thế gian,
cái này dịch theo cách của mình chứ theo văn phạm dịch gì nó được. Tại ở trong cái câu này á, nguyên cái phần này nó là một cái điều hạnh phúc, đó là phúc xa xa lu bát tham mê hít tăng giác xa na cầm bát tít, tức là nó hai câu mà nó chỉ diễn đạt một cái điều hạnh phúc thôi, cho nên phải lấy nguyên cái đó mình dịch nó để ra ở đây. Có cái chữ chí tăng là chủ từ ở trong trường hợp này không biết là động từ, cho nên dịch là mình phải dịch chữ giá sát trước thì phải được, hoặc là tâm của người tâm không dao động đối với người nào bởi sự xúc chạm không được, đúng rồi, cái này nó có cái cụm từ đặc biệt. Sư có thể dịch là đối với sự xúc chạm pháp trong thế gian, tâm của người ấy không dao động được. Ở đây nó có cụm từ đặc biệt là phút phát sát nô có tâm mê dí trí tăng giác sát. Ở đây nó có cái cụm này, cái dạng sở thuộc cách, cho nên có thể dịch nó trước. Phút thác xá sư bạch sư là dịch là đã xúc chạm thưa sư, cái câu này mình có thể dịch như vậy, con dịch như vậy được không sư? Với pháp thế gian khi xúc chạm, tâm người đó không rung động, không sầu, không ô nhiễm, sự an toàn là hạnh phúc tối thượng. Nó chỉ là quan trọng là cái câu đầu thôi, cái câu đầu, tại mình phải dịch sao để nó phù hợp với văn phạm. Dịch trong tiếng Việt vậy thì nghe được, nhưng mà về văn phạm thì nó không có hợp. Con thấy chữ lô cá thâm mê hí nó là ở cách thứ, mình dịch ở cách thứ thứ bảy sư. Đâu có lô cá thâm mê hí, nó không phải là cách thứ bảy, nó là cách thứ ba hoặc là cách thứ năm. Thứ là nó cách thứ năm hoặc là cách thứ ba. Thứ năm quên, nó còn thứ năm. Mình dịch theo cái cách thứ ba sư. Với pháp thế gian khi xúc chạm, chắc mình phải dịch ấy chỉ giờ phải dịch lại, tại nó có cùng cái chữ phúc pháp pháp với giác pháp, nhưng dịch theo cùng đặc biệt thì nó lại nghe không được. Nó dùng để dịch như thế này: đối với người nào khi xúc chạm với pháp thế gian, với các pháp thế gian, tìm dịch như vậy thì cái chữ phút tha xá nó là tính từ của chữ gia xá, chạm với các pháp thế gian,
các pháp thi gian, tâm không dao động rung động. Tâm không rung động. Đó, như vậy là chúng ta được một cái điều hạnh phúc. Rồi à, tâm không rung động, không sầu muộn, không sầu muộn. Thật ra ở trong trường hợp này nó là diễn đạt tức là cho tất cả các trường hợp á, không sầu muộn, vô nhiễm, vô nhiễm. Tức là ở đây muốn chỉ cho là đối với người nào khi mà cái pháp thế xúc chạm với pháp thế gian á, mà tâm của họ không rung động, tâm của họ không có sầu muộn, tâm của họ không có ô nhiễm, tâm của họ tự tạo vẫn tự tại á, thì đó là những điều hạnh phúc, đó là hạnh phúc cao thượng. Câu này người ta muốn nói vậy, tâm không rung động, không sầu muộn, vô nhiễm, để khi mang gì đó tự tại. Đức khi mang, để tôi coi lại một tí những chữ. Dịch là tự tại hoặc là yên ổn cũng được. Đây là hạnh phúc, đây là phúc lành cao thượng. Và ơn dịch chỉ mình bỏ chữ quà đi. Ở đây nó có tài chắc, hơn bỏ đi chữ quà. Rồi. Eta bisa nikapavana. Ở đây chúng ta thấy là người ta sử dụng cái chữ cát hoa nát thay vì cát hoa, thay vì người ta dùng cát hoa là vì lý do đó là cái câu này nó cần 8 chữ, eta đi sa ni là 5 chữ, nếu người ta dùng cát hoa thì nó chỉ được có 7 chữ, nên bắt buộc nó người ta phải dùng là cát hoa nát để nó đủ 8 chữ. Thường là cái dạng sử dụng hoa nát tu nát được sử dụng ở trong bài kệ nhiều để hỗ trợ cho phần chỉnh cho nó đúng theo cái âm luật của bài kệ. Sapattha, sapattha ma parajita. Ở đây thì câu này mình tách nó ra, là sapattha với lại aparajita. Chữ má ở đây là cái chữ thêm vào thôi. Cái này mình sẽ học cái cách người ta thêm chữ, nó có 10 chữ thêm vào. Sapattha với aparajita. Rồi sapattha nó giống như trên ở dưới đây nè. Xin lỗi. Sapattha là tất cả. Sapattha là tất cả. Đúng rồi hả, sapattha tất cả hoặc là mọi nơi cũng được. Xuất thiên giấy thành tí tăng tê xăng, cái chữ tăng tê xăng ở đây thì mình tách nó ra, nó là tăng với lại tê xăng, tăng với tê xăng. Mangala uttaman tí thì nó là mangala uttaman với lại tí. Nó phải tách ra như vậy thì mình mới dịch nó được, còn không thì mình, nó không có từ vựng nào phải cho mình hết.
Thì ở đây, chúng ta thấy là cái câu này á, nó không có chủ từ, thì à, nhưng mà động từ của nó là số nhiều. À, động từ của nó là số nhiều, cho nên à, nếu muốn thì có thể thêm chủ từ cho nó, tức là tại cái câu này Đức Phật ngài thuyết đó là thuyết cho chư thiên và nhân loại, cho nên à, nếu mình thêm chủ từ thì mình sẽ thêm chủ từ đó là chư thiên và nhân loại sau khi thực hành theo những điều hạnh phúc như thế, sau khi thực hành theo hoặc là sau khi làm theo những điều hạnh phúc như thế, nhưng mà thực hành thì nghe nó hay hơn. Sau khi thực hành theo những điều hạnh phúc như thế hoặc là những điều như thế cũng được, bỏ chữ hạnh phúc đi cũng được, những điều như thế eta đi xa ní, những điều như thế tức là những điều hạnh phúc như vậy đó, không gì aparajita. Aparajita là tức là không thua. Không thua thì có nghĩa là chiến thắng. À, không thua có nghĩa là chiến thắng. Thì dịch đó là sau khi thực hành hạnh phúc như thế, những điều hạnh phúc như thế hay những điều như thế không đều bất bại đúng không, hay không thua sẽ thắng hóa, tức là chiến thắng, thắng hóa trong mọi nơi. Ở đây trong cái nghĩa đó là không có thất bại, tức là không thất bại ở nơi nào, tức là lúc nào cũng được tiến hóa. Ở đây người ta muốn nói vậy, tức là được tiến hóa ở mọi nơi, bất cứ sống ở đâu chỉ cần thực hành theo những điều hạnh phúc như thế này, nên dịch đó là sẽ sẽ được thăng hóa, ở mọi nơi, chỉ ở mọi nơi chứ mà chứ. Ở đây dịch là sẽ nó làm lấy theo cái thì hiện tại. Thì hiện tại mà nó đôi khi nó được sử dụng để xa, để thay thế cho một cái tương lai gần. Bỏ chữ điều đi, bỏ chữ điều xuống chữ sẽ đi, bỏ dấu phẩy luôn, thế sẽ được thăng hóa ở mọi nơi. Rồi à, được hạnh phúc. Cái chữ gách thanh tí ở đây đó là dịch là đạt được hạnh phúc, không gì đạt được hạnh phúc. Đạt được hạnh phúc. Đạt được hạnh phúc ở mọi nơi. Chà, ở đây còn cái chữ tăng và tê xăng nữa nè. Đối với vị ấy không sao. À, được rồi. À, nơi. Đây là
đây là hạnh phúc, đây là hạnh phúc cao thượng, đây là hạnh phúc cao thượng. Đây là hạnh phúc cao thượng của họ. Chữ T xăng ở đây mình dịch là của họ. Của họ ở đây là chỉ cho chư thiên và nhân loại. Thứ sáu. Thứ sáu. Cách thứ sáu. Chữ tăng ở đây thì mình xài cho nó tăng, thay vì ở trên thì người ta xài là e tăng thì ở đây người ta xài là chữ tăng. Tăng bằng nếu mà dịch, nếu mà dịch chư thiên này, đây là những hạnh phúc cao thượng. Ví dụ sư dịch chữ tê xăng trước. Cái gì? Ấy con nói chữ tê xăng nếu mà dịch trước được thôi sư. Dịch sao? Chứ đây là hạnh phúc cao thượng của họ. Đây là hạnh phúc cao thượng của họ. Rồi sao? Con thấy sao? Không. Dịch là... nó trước hay là sao? Nói sao? Một là dịch ngữ đối với họ đây là hạnh phúc cao thượng đúng không? Thì cái câu gì nó dễ nghe hơn chứ. Đây là hạnh phúc cao thượng của họ. Đây là hạnh phúc sao, dịch sao? Ấy là anh Khánh mới nói câu á. Khánh này. Đối với họ, đây là điều hạnh phúc cao thượng hả? Dạ. Khi khi mà những gọi sau khi đã thực hành theo. Nếu như chư thiên nè. Nếu như chư thiên này, đây là những điều hạnh phúc cao thượng. Giống như cái đầu tê xăng là dùng cho chư thiên và nhân loại, nó dùng chữ tê xăng. Đây là hạnh phúc cao thượng, ý là dùng không cái câu à, giống như làm không cái sao cái thứ sáu mà đâu phải thế được, cái chư thiên và nhân loại là cái câu ba chủ từ rồi. Ê. Ở đây phải chữ tăng này thay thế cho nguyên cái cụm phía trước không sư? Nhấn mạnh lại cụm phía trước. Không. Tăng chữ là tăng đây là nó là chữ thượng đó. Của chữ măng cá lắm mốt măng hả? Tê tăng sư. Tê xăng với ý là nó cái câu tê xăng á. Thầy dịch là cái thể dục này là chưa thiên ngày được không thưa sư? Đây là những hạnh phúc cao thượng được không? Cái gì? Con nói cái câu tê xăng có thể là dịch rồi. Chư thiên này đây là những hạnh phúc cao thượng được không? Hay là sư dịch theo ý của sư? Câu cuối. Sao mà dịch chư thiên này được? Có chữ gì mà dịch chư thiên này? Thôi dịch theo câu của sư vậy. Dạ rồi. Ở đây thì nó có thể dịch giống cái cách mà anh Khánh nói lúc nãy thì được. Tức là đối với chư thiên và nhân loại, đối với họ đây là hạnh phúc cao thượng. Thì nó ý của anh Khánh vậy á. Thì nếu mà dịch vậy thì cái chữ tê xăng ở đây thì nó lại là đối cách. Nó dịch theo cái đối cách. Nhưng mà suy nghĩ đó ở đây thì chắc không cần sử dụng đối cách đâu. Dịch mà nó dặn ở cách thứ 6 thì nó sẽ hợp với cái bằng khoảng hơn.
trong cái việc mình thì mình có thể dịch như vậy, nhưng mà cái cấu trúc văn phạm của nó thì ở trong trường hợp này chữ T xăng thì cái văn phạm của nó cấp thứ sáu là cái khả năng cao hơn, nó không có khả năng là cấp thứ tư đâu. Cách thứ tư làm đối với thì nó cũng là cách ví dụ theo cách trúc từ nên ví dụ theo cách thứ sáu. Rồi đó là phần thì là mình xong cái phần còn câu nữa thưa sư, còn câu còn câu số ấy nữa hả? Câu số 13. Cái chữ tapo á, chữ tapo á, nếu mà ngoài đạo á, những người tu tập ngoài đạo hoặc các vị ẩn sĩ á, thì người ta dịch là khổ hạnh, nhưng mà thường đến khi theo cái cách tu tập của Phật giáo mình á, thì nếu dịch chữ khổ hạnh thì tự nhiên dịch chống người ta, tức là một cái cách tu tập mà nó hơi khắt khe một tí thì người ta gọi là tapo chát. Thì các ngài dịch đó là sự sống khắc kỷ gì đó, tức là cái cách sống mà nó hơi khắc khe một cái cách tu tập mà nó hơi khắc khe một tí. Ví dụ như là chỉ thọ trì, chỉ sử dụng ba y, hoặc chỉ sống ở bài tha ma, hoặc là chỉ dùng cơm đi khất thực để cúng bình thường, thì không có nhận thọ trai chẳng hạn, không có, tức là không có nhận cơm thọ, dùng cơm ở tại nhà như vậy. Thì một số lối sống theo cái hành đầu đà, chị Tapo ở đây dùng theo cái hành đầu đà Brahmacharya nhá, tập phẩm hành cái này vì sự sống nghiêm khắc không sư? Để sự sống nghiêm khắc người ta cũng được, khắc kỹ là hiểu rồi. Phạm hạnh, Brahmacharya nhân giác phạm hạnh, sự thấy được thánh đế, thấy được các thánh đế ha, thấy được các thánh đế. Ở đây đó chúng ta thấy là cái chữ Ariyasajjana Dasanang, cái chữ m chấm nó bị bỏ đi, đúng ra nếu mà viết đầy đủ nó là Ariyasajjanang Dasanang, tại cái chữ Dasanang là nó là dạng danh động từ, cho nên túc từ của nó phải là cách thứ tư, và ở đây người ta sử dụng nó số nhiều, nhưng mà do cái âm của bài kệ ở trong trường hợp này giống cái chữ Ariyasajjanang nó phải là âm ngắn, cho nên người ta bỏ đi chữ m chấm đi, nó còn chỉ còn lại là Ariyasajjana Dasanang. Nếu biết đầy đủ lại thì nó là Ariyasajjana Dasanang, chứ nó không phải là Ariyasajjana. Sự thấy được các bậc, các thánh đế và sự chứng đắc niết bàn, đây là hạnh phúc cao thượng. Rồi được rồi. Rồi đó là 15 câu ở trong bài kinh. Bài kinh 15 câu nhưng mà nó chỉ có 10 bài kệ thôi. Thánh Trần lên từ tỷ lớn đi. Cái lên trên đi. Không lên từ đầu á, lên đầu á. Lên từ đầu. Tức là câu 1, câu 2. Câu 1, câu 2. Câu 3. Đúng anh Thánh, câu 1, câu 2, câu 3, câu 1, câu 2, câu 3 là nó văng xuôi bình thường, văng xuôi bình thường, nhưng mà bắt đầu từ câu 4, câu 4 tới, tới xuống anh Thánh, xuống hết rồi, cuối bài. Tiếp câu 14, bạch sư. Câu 4 tới câu 14 hả? Dạ. Yeah. À, câu 4 tới câu 14 là lối văn kệ. À, câu 15 thì là lối văn sư tình thường. Ông câu 15 như là cũng văn kệ mà.
mình thánh cho chúng con cả. Nhưng mà câu 15 nó cũng mang kệ. Nhưng mà trong 38 pháp hạnh phúc á, thì được trình bày trong 10 bài kệ. Bài trong 10 bài kệ. Rồi thôi, bây giờ tạm như đây đi. Rồi chị Tam cũng ra một bài mới. Để ta ra, tôi sẽ đọc lại một phần cho lớp theo bài kinh tùng. Để cho lớp nghe file, nếu ai cũng học được lòng, để học đọc thêm. Thánh là lưu 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 xuống câu 7 kia đi chụp hình tôi cho con hỏi cái này chụp lại nhóm nha chị. Con hỏi về cái gửi lên nhóm thôi chị. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô